kích thước 9.5 x 22 ha. Ok, đối với cái mẫu mạch này là mẫu mạch các anh em đã thấy rồi, nhưng mà mẫu mạch này là mẫu mạch sẽ thay đổi về mặt phần mạch ba mạch gọi mới ha, thành nó sẽ đánh căng mạnh hơn nhiều ha. Ok, hai đối với ba mạch này cũng sử dụng là IC CS86 2BE, nhưng ở ba mạch lúc này là công suất nó đã đánh nâng lên rồi, đánh hết đánh mắt công suất luôn ha, công suất là 80W ha, trên lo 3 tấc đơn 2 tấc đôi đó, đánh căng luôn ha. Chút xíu mình sẽ thử trên cái lo này cho các anh em này, 3 tấc bát này con 38 bóc luôn ha, coi chưa, lắp được micro không dây nè. Thì khi các anh em mua mạch bên mình thì nó đã hiểu chung với phần micro bên mình rồi, cái việc kết nối vào. Đối với mic khác thì có thể là kiểm tra lại chân lắp cho nó phù hợp, còn đối với mic bên mình thì dễ dàng rồi, cắm gắn qua thôi đó. Cái mẫu mạch này gọi là mẫu mạch HK862 xanh guitar, xanh guitar cho phép mình sử dụng bình ắc quy luôn ha, cho phép mình sử dụng guitar điện luôn ha, được chưa. Rồi thì đối với mẫu mạch này thì bắt buộc mình phải sử dụng bình ắc quy, không có nguồn xung. Thì đối với một số mẫu mạch thì không còn, mình sử dụng bình thì chỉ còn là một cục sạc thôi. Phụ kiện kèm theo của bộ mạch này là một cục adapter, cái remote ha. Đó, thì hết khi hết bình thì mình chỉ việc cắm điện qua để sạc thôi. Ok chưa? Rồi. Mình thử nhanh cho các anh. Gắn mình gắn điện vô ha. Đó. Lúc này vừa bình vừa sạc bình luôn ha, chạy vừa sạc luôn. Cơ gắn điện nè, bình nè đang lắp vô nè, vừa chạy vừa sạc luôn. Cơ thì đây là mẫu mới thì lập trình ha, Eco dạng lập trình, thử tiếng micro cho các anh em ha. Một hai. Ở đây mình test nhanh thôi, thì chưa có lo chép mà đã có tiếng gió rồi. Còn tiếng echo nó rất là mềm ha. Mềm. K hai. Một hai hai sọ. Nghe rõ. Có tiếng gió như vậy K nó mới hay được. Echo lúc này là dạng echo lập trình ha. Thôi chưa. Kết thúc mạch là 9.5 x 22. Thay những cái thùng lo 3 tấc đơn. Ok chưa? Đây mod này. Mình chuyển qua này. Chuyển qua line in là mình đỡ kết nối với TV á. Muốn FM thì chuyển qua đây. Ha, FM này. Rồi chuyển lại Bluetooth này. Ok. Làm thử nhạc. Thì đối với cái mẫu mạch này ha, thì âm thanh nó cực hay ha. Đối với những cái lo mini sách tay á, thì mình sử dụng rất hợp lý ha. Rất hợp lý. Mình có thể sử dụng hai tấc đôi hai bên ha, hai bên. Âm thanh là cực kỳ hay luôn, chất lượng ha. Đó thì những anh em nào mà đã từng sử qua mẫu mạch này biết được cái công lực của nó như thế nào ha. Âm thanh cực hay luôn. Ok, mình kết thúc bây giờ rồi.